Tạm gọi là các nguyên tố liên tiếp trong bảng tuần hoàn nhất đấy là cái trường hợp thứ nhất là trường hợp một này. Nhé, trường hợp 1 này là hai nguyên tố liên tiếp nhau kỳ trong bảng là trường hợp đơn giản nhất. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là gì? Em quan sát cho thầy hai nguyên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn nhé. Em nhận xét cho thầy này. Thì hai nguyên tố liên tiếp nhau và cùng chu kỳ nhé, trong bảng tuần hoàn. Cái này gọi là liên tiếp nhau này. Đúng không? Ví dụ như natri, magie này thì gọi là liên tiếp nhau đúng không? Hoặc là magie với nhôm thì gọi là hai nguyên tố liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Hoặc là nhôm silic đúng không? Đó. Ví dụ. Cái này người ta sẽ giấu đi, bắt mình phải tự nhận xét, nên là phải thầy tổng kết lại cho chúng ta làm. Ví dụ như là Na này với cả magie này. Đúng không? Hoặc là gì silic, chúng ta có rất nhiều ví dụ, nhưng mà tìm chung lại thì cái nhận xét chung, nhận xét thì chúng ta sẽ có hai nguyên tố này, chúng ta nói là hai nguyên tố AB đi, hai nguyên tố AB chúng ta sẽ có là ZB trừ ZA thì bao nhiêu, tất nhiên là chúng ta lấy là ZB lớn hơn ZA nhé. B trừ ZA sẽ bằng bao nhiêu em? Em nhận xét cho thầy sẽ bằng mấy nhỉ? Đúng không? Ví dụ như natri, magie đây, 11, 12. Hoặc magie, silic nữa, 13, 14. Phosphor với lưu huỳnh, đúng không? Phosphor với lưu huỳnh 15, 16. Như vậy chúng ta sẽ có ZB trừ ZA sẽ bằng 1. Đây, thì đây là một trường hợp khá hay gặp. Và nó sẽ là cái trường hợp này. Đây chính là trường hợp này. Đúng. Được chưa? Đây là một trường hợp này. Trường hợp thứ hai chúng ta xét đấy là trường hợp hai nguyên tố gì? AB này liên tiếp nhau trong cùng một nhóm A. Và viên nguyên tố khác đi ghi đi. Nó còn nhiều. Hai nguyên tố ghi liên tiếp nhau trong cùng một nhóm A. Trong cùng một nhóm A. Đúng đầu tiên là chúng ta có ví dụ nó là gì ấy? Ví dụ như này nhé. Cái trường hợp này cũng là cái trường hợp mà chúng ta cũng cũng có câu hỏi thi đấy, mà có thể là hình như là hai bạn làm rồi cũng chưa làm được hay sao ấy, hai bạn nộp đề rồi ấy, chưa làm được thì phải. Chúng ta lấy ví dụ như là gì em, cái trường hợp này nó bắt đầu phức tạp hơn tí. Nếu mà chúng ta không xét chu kỳ một thì chu kỳ 1 này có lẽ mình không cần xét, mình xét từ chu kỳ 2 nhé. Xét từ chu kỳ 2. Đúng không? Nó xét từ chu kỳ 2 chúng ta thấy cái này 3 11 này 4 12 với cả 5 13 thì nó đều giống nhau hết thì trừ đi nó đều là 8 hết nhé. Còn phía đằng sau này nó cũng tương tự như vậy thôi, không cần phải xem thêm đâu. Nên 11 19 cũng là 8, 12 20. Và dê canxi cũng là gì? Magie canxi cũng là 8, trừ đi cũng là 8 đúng không? Đấy, rồi Gali với nhôm 31 trừ 13 cũng là 18. Cái này trừ đi cũng là 18. À, là bao nhiêu? À không, đến thằng này thì khác rồi, thằng này khác rồi. Rồi. Như vậy là chúng ta thấy là trong nội bộ là trong 20 nguyên tố đầu tiên. Đúng tổng kết nha. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta thấy đấy chỉ là đến canxi thôi ạ. Đến canxi thì nó sẽ là 8 này. Hai thằng này là 8 này. Hai thằng này cũng là 8 này. Li-ti với natri cũng là 8 này. Đúng không? Magie, nhôm bo này, carbon silic, nitơ phosphor thì đều là 8 hết. Đấy thì đấy là những trường hợp người ta hay hỏi. Trừ đi thì nó đều ra 8, được chưa? Còn thời gian thì thầy giải thích kỹ hơn, giờ thời gian cũng hơi ngắn. À, trừ đi là bởi vì là 8 là bởi vì thực ra liên quan đến cấu hình electron, nó là S2 với P6 cho nên sẽ là 8. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể nói là
ví dụ như là ở trường hợp này lại có trường hợp A và trường hợp B đó. A trường hợp A ví dụ như là chúng ta thấy là các cái cặp là natri này natri với cả kali rồi là magie với cả canxi đúng không? Các bạn to lên mình sẽ nhìn nhé. Thì khi đó thì chúng ta sẽ nhận xét được sẽ là gì? Zi trừ Zx nó sẽ bằng 8. Đi trừ Zx bằng 8. Cái là mình nhận xét được những thứ bằng tuần hoàn. Nó có lý do nó đấy, liên quan có hình như không? Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là bắt đầu là từ nhôm trở đi này. Như chúng ta vừa nhận xét đấy, nhôm kali này, rồi silic rất mạnh này, phốt pho arsen trở đi thì bắt đầu là 18. Đúng không? Được chưa? Bắt đầu từ cặp nhôm kali silic rất mạnh, được chưa? Về sau. Chúng ta thể lấy ví dụ này, bắt đầu là từ các cặp là từ này, nhôm gì này? Nhôm rất mạnh này. Đúng nhỉ? Nhôm kali silic rất mạnh hai thằng này một cặp silic và rất mạnh đúng không? Rất mạnh đây thì ra mình rất mạnh là từ này liên quan đến tiếng tiếng Đức đấy, tức là nước Đức đấy. Vân vân và các cặp phía sau. Thì chúng ta suy ra được là Zi trừ Zx nó sẽ bằng 18 đúng không em? 18 này liên quan đến chúng ta có thêm D10 nữa. Có thêm D10 cộng vào bằng 18 nữa. Đấy. Thì nếu như chúng ta sử dụng được bằng tuần hoàn thì chúng ta có thể tra luôn đây cho nó nhanh này. Chúng ta có thể cộng thử vào. Và đọc cộng nhẩm nhanh thì cái này ra ngay mà. Thế còn về sau thì chúng ta còn các cặp khác nữa. Thì nó sẽ còn cái cặp 32 nữa nhé. 32 thì thường người ta ít hỏi. Cho 32 thì phải đến tận từ 55 nữa. Từ cặp 55, 87 như CC, Francis. Cho nên là chắc cặp này người ta không hỏi được. Đó, chúng ta có thể liệt kê vào thôi. Nhưng mà thầy nghĩ là trường hợp này rất ít hỏi. 18 cũng đã là hầu như là không hỏi mấy rồi. Cho nên là cái cặp sau đấy thì chắc là ít hỏi thôi. Nhá. Thì chúng ta có các cặp là từ CC Francis này. Và cặp Mari cái này là 32. Số trừ đi nó sẽ 32. Nhưng mà trường hợp này là ít rồi. Ít rồi. Trường hợp này cũng đã hiếm rồi nói chủ yếu chúng ta sẽ hay gặp trường hợp 8 cho nên là đi thi chúng ta có thể cái trường hợp này hay gặp nhất này thể thử bằng 8 18 đi thi em làm cho nó nhanh nhé sắp sửa thi rồi nếu có thời gian nhiều thì thầy sẽ nói kỹ hơn mà sắp sửa thi rồi chúng ta tổng kết lại thôi nào. Nó còn một số trường hợp nâng cao nữa thì nó kiểu chéo chéo như này thì sẽ khó hơn nữa. Đấy. 11, 20 này. 12, 19 này. Là hai nguyên tố mà ở hai chu kỳ liên tiếp đồng thời là cũng là ở hai nhóm liên tiếp thì các cái trường hợp này chúng ta có thể tự tổng kết thêm nhé. Có các ví dụ thì thầy sẽ hướng dẫn thêm được không nhỉ? Đây ví dụ như là 3 với 12 này. Hai nguyên tố này nó sẽ bảo là chúng ta có thể nói là nó sẽ là gì là hai nguyên tố là hai nguyên tố là gì hai nguyên tố thuộc hai chu kỳ liên tiếp chu kỳ 2 và chu kỳ 3 đây và thuộc hai nhóm liên tiếp đó. Phức tạp hơn một tí thì nó sẽ có trường hợp này và như vậy nó sẽ là tức là nó sẽ là mấy đây là 9 và cái này là 7 tức là 8 cũng trừ 1 đấy nguyên tố y vượt này là phức tạp hơn thuộc
tiếp. Một hai nhóm liên tiếp. Hai nhóm liên tiếp. Hai nhóm ba liên tiếp là từ sân nhóm ba thôi. Thì ví dụ như là này, là Liti Maze hoặc là Beri Natri, hoặc là chúng ta xét trường hợp này có lẽ hay gặp hơn Natri Canxi và Maze Kali nhé. Ví dụ Natri Maze và Kali vâng. Các trường hợp kia thì em cũng thấy thế, nó cũng có thể đó là ví dụ như là carbon nhôm, bor silic, rồi nitơ silic, nitơ này, silic này, oxy này, phosphor này, fluor lưu huỳnh vân vân, hoặc là nitơ lưu huỳnh. Thì cái đặc điểm chung của nó sẽ là gì? Chúng ta sẽ xét hai trường, chúng ta sẽ có hai trường hợp ZX, ZY trừ ZX. Nó sẽ là 18 cộng, nó sẽ là 8 cộng trừ 1 đúng không? Trường hợp 8 cộng trừ 1 thì nó hay gặp hơn, chứ còn trường hợp kia thì nó khá là ít gặp. 18 cộng trừ 1, 18 cộng trừ 1 nó cũng sẽ có, nó tương tự như vậy, thử nhận xét được, nó tương tự như vậy. Đã để viết là không, chúng ta viết là 7 hoặc là 9 đi. Cái này thì sẽ là 17, 19. Nhưng mà mấy trường hợp này nói chung nó ít đặc hơn. Có thì thầy sẽ hướng dẫn thêm. Nhưng bây giờ thầy hướng dẫn cho chúng ta một cái ví dụ nhé. Một ví dụ. Hướng dẫn luôn cả cách làm nhanh và cách làm bình thường nếu tự luận nếu có. Bây giờ khả năng cao là chúng ta thi trắc nghiệm. Cho nên có cái gì gần như chắc chắn là chúng ta sẽ thi trắc nghiệm rồi. Nói chung là khi tổ chức thi online thì thi trắc nghiệm nó sẽ dễ hơn chấm tự luận, nên đa phần các thầy cô sẽ không. Đây ta có là hai nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một chu kỳ, tổng là 31, tổng là 31 nhé, tổng là 31. Thế thì chúng ta có thể cộng nhẩm, chúng ta dựa vào bảng tuần hoàn để chúng ta xem được, nếu xem được bảng tuần hoàn. Nếu xem được bảng tuần hoàn nhé, thì em sẽ thấy là làm sao cộng hai thằng liên tiếp nhau bằng 31. 5 cộng 6 thì bằng 11. 13 cộng 14 thì mới bằng 27 thôi. Đúng không? Cái này em phải nhẩm được nhanh nhé. Thế 15 cộng 16. 15 cộng 16 thì mới bằng 31, đúng không? Ra là x. Đây ta thấy là zx nó nhỏ hơn zy nhé, cho nên là x nó sẽ là gì đây? Suy ra là gì? Suy ra là gì em? Suy ra là ZX bằng 15. Ví dụ này chúng ta ZX bằng 15 thì nó là không. Thế còn cấu hình electron thì em tự biết được rồi, đúng không? Thậm chí là cấu hình electron nếu mà chúng ta bí quá chúng ta cũng lấy trà luôn thằng này được. Ở đây nó có cấu hình electron rồi. Đây là cái nguyên tử khối trung bình. Này là độ ấm điện nó sao? Độ ấm điện. Được chưa? Rồi, các thông số trong này nó sẽ có hết ở trong sách khoa cũng có. Thì mọi người chắc dùng sách khoa đúng không? Mọi người chắc là dùng sách khoa. Thì thầy sẽ xem cho mình trong sách khoa nó hơn bờ. Nó cũng vậy thôi, nói chung là nó thế thôi. Không sao. Ngành sách khoa này hơn bờ. Nói chung các thông số nó cơ bản như vậy, cho nên là thực ra chúng ta có thể sử dụng sách khoa, kể cả những câu tính tuần hoàn chúng ta bí quá thì tra luôn cho thầy độ ấm điện là cho này nó khá là mờ, cái số này nó sẽ là độ ấm điện này. Đây này em nhìn cái chú thích ở dưới này. Cái này là độ ấm điện 1,81, đây là độ ấm điện đấy, cho em dựa đến so sánh được đúng không? Trước so sánh tính tuần hoàn bí quá dựa độ ấm điện, tất nhiên làm được thì tốt hơn, nó không bị bí quá là dựa đây nó biết tăng giảm thôi. Thầy chuyển sang cái ảnh này cho nó nét nhé, cho nó mờ nhé.
Đây, ví dụ 2,04 thực ra thì thầy vẫn ưu tiên là chúng ta học được cái tính tuần hoàn thì nó sẽ tốt hơn, chuẩn hơn. Nên đây là thầy đưa ra thêm một cái phao nữa để bí quá thêm làm cho. Đúng rồi. Cái nhóm này chắc là nó sẽ có cái ngoại lệ rồi, cho nên nó hơi lẻ lẻ một chút. Cái nhóm này chắc chuẩn hơn này. 2,2 này, 0,98, 0,93, 0,82, 0,62, đấy nó sẽ giảm dần. Đến dưới mấy thằng dưới này lại có ngoại lệ. Kiểu như 9 yếu tố biến đổi từ trên xuống dưới này. Đây thực ra có rồi đây này. Biết khai thác bảng tuần hoàn thì có rồi hết. Số lớp E tăng dần này, tức là bán kính nguyên tử tăng này. Đấy. Ở đây bán kính đấy, chính là bán kính nguyên tử tăng đấy. Năng lượng ion hóa giảm này, cái này độ ấm điện này. Đấy, cái câu mà đây rồi, tính axit bao giờ cho mày đủ hết rồi. Theo đúng theo chiều này này, tính axit giảm dần, tính bao giờ tăng dần. Đấy, với cái hôm trước này tổng kết đấy, chúng ta có thể từ đầu đến chu kỳ đến cuối chu kỳ đây này, đây, có hết này. Thì số E hóa trị tăng dần này, F này bỏ qua đi, bán kính nguyên tử giảm dần này, độ ấm điện tăng dần này, tính phi kim tăng dần, tính kim loại giảm dần. Chúng ta có thêm cái thông tin đấy để chúng ta bí quá chúng ta làm nhé. Tới kiểm tra bí quá thì mà không nhìn được ra thì làm theo cái đấy, còn nếu không học như hôm trước thầy dạy thì nó sẽ tốt hơn nhé. Để đưa thêm cái phao bí quá nhé. Đây ta quay trở lại cái bài này, chúng ta thấy có được cái cách thứ hai thì nó sẽ là gì? Cách hai như chúng ta vừa làm đấy thôi. Hai thì ta sẽ có là ZI trừ ZX bằng 1 đúng không? Như chúng ta vừa nhận xét. Chúng ta vừa nhận xét bên kia. ZB trừ ZA bằng 1 hay ZI trừ ZX bằng 1 đúng không? Và chúng ta sẽ có ZI cộng với cả ZX bằng 1. Ở đây thì chúng ta sẽ suy ra kết quả là ZX bằng nhé. Từ đấy chúng ta tự suy ra câu electron thôi. Đấy, thì câu này nó khá là đơn giản nhưng nhiều bạn không làm được. À, chưa hướng dẫn, cái này chưa làm được. Đây câu số 4 đấy, câu số 4 cũng là một câu mà ví dụ về cái dạng đấy nhé. À, chúng ta sẽ có là xem các bạn sai câu số 4 không? Chắc là cũng có. Nếu không sao, số 4 các bạn làm được. Chắc trước đấy chúng ta làm rồi. Số 5 đây có bạn 6 bạn sai, thứ 3 14 nhiều bạn. Đây thuộc hai chu kỳ liên tiếp cùng một nhóm A đấy nhé, thuộc hai chu kỳ liên tiếp cùng nhóm A thì chúng ta sẽ có là gì, đang có cách cách một để nhìn bảng tuần hoàn. Đây hơi lộ nhỉ. Đây, thực ra đáp án này hơi lộ các bạn, các em chỉ cần cộng vào là xong thôi. Tuy nhiên là trong nhiều bài thì người ta sẽ cho chắc là sẽ không lộ như này. Đúng không? Cộng hai thằng vào thôi, đáp án hơi lộ. Ba cách trên một. Sau đáp án. Sau đáp án thì chúng ta có 11. À, chúng ta còn không được đúng không? Với 2 cộng 18 cũng được đúng không? Rồi, ít nhất là cũng cho 50-50. Còn sau đáp án thì chúng ta có gì? Theo này, ta sẽ có là cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta quan sát bảng tuần hoàn. Tới và thì chúng ta dùng được bảng tuần hoàn thì chúng ta nên dùng. Mình viết cho thầy viết cho thầy ra giấy trước nhé, viết cho thầy cái bảng tuần hoàn ra giấy trước, ít nhất là đến 18, 19, 20 nhé, viết trước cái bảng tuần hoàn ra giấy. Thứ hai chúng ta quan sát bảng tuần hoàn nhé, tại vì nếu mà không quan sát bảng tuần hoàn nhiều cái nhiều không bằng tuần hoàn sợ nhiều cái các em không nhớ được. Thế còn tổng là 30 đúng không? Tổng là 30 chúng ta thấy là 11 cộng 19 thì 30 là bán rồi. Hai thằng này cùng một nhóm đấy.
cùng một nhóm mà cùng chu kỳ liên tiếp đúng không, hai chu kỳ ba chu kỳ bốn đấy, cùng một nhóm ra này cùng chu kỳ liên tiếp, hai chu kỳ liên tiếp. Còn Maze với cả thằng 18, thằng Argon thì rõ ràng là không cùng nhóm rồi. 12 với 18 đấy, làm sao mà cùng nhóm được đúng không? 12 đây, 18 đây, nhóm 83 đây rồi, đúng không? Đấy. Còn sao bằng tuần hoàn thì thấy chỉ có Natri này, Kali và bán. Đấy, được chưa? Thế đó, đấy là hai cách. Còn sát bởi của làng rất là nhanh. Còn cách thứ ba đấy. Cách thứ ba là cách chính thống đấy. Cái này gọi là cách chính thống. Thì chúng ta phải, chúng ta đã nhận xét như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ có là z đi, trừ đi z x. Đấy. Z đi, cộng z x. Bằng 30. 18 thì nó sẽ bao nhiêu? Thì chúng ta lại phải kiểm tra lại thôi, và nó trường hợp này nó sẽ thỏa mãn bằng 8, chỉ 8 thôi. Còn 18 thì không thỏa mãn được. 24 với 6 đúng không? Nhưng mà cái này thì sẽ ra 24 với 6. 24 với 6 thì nó không thỏa mãn được. Sáu là carbon, 24 nó là chrome, đương nhiên là không thỏa mãn được đúng không? Đó, thì chỉ có trường hợp này là thỏa mãn được. Nó giải hệ phương trình ra nhé, cái này em tự bấm hệ phương trình ra chứ thực ra nó nhầm được ngay mà. Nên tổng cộng hiệu chia đôi cũng được. Đó. Ra số lớn, tổng trừ hiệu chia đôi ra số bé đúng không? Thì thỏa mãn. Mình sẽ đi. Cái nhà đi, nó dễ. Thì chúng ta suy ra được là ZX. ZY. Đấy, câu này nó đơn giản. Người ta có thể là chưa được nhận xét, chúng ta chưa biết đâu. Được chưa? Đấy. Còn câu nào nữa không em? Sơn với cả Linh làm rồi, hỏi câu nào nữa không? Câu 6 có vấn đề chưa? Ba electron thuộc lớp S. Nhận viết cấu hình electron thôi. Câu như câu 6 này thì không biết là bạn đã làm sai thôi, thì chưa có chữ nhanh nhé. Chúng ta đây có ba electron phân lớp S thì chúng ta sẽ biết là 1S2 này. Electron là copy cho mình. Ở đây là chúng ta chỉ có 3 electron thuộc phân lớp S thôi. Đúng không? Đây là chỗ này mình sẽ chỉ thể làm chỉ có thể là một thôi. Đúng không? Thì nó sẽ thỏa mãn này. Đấy, đấy thế thôi. Đến đây thì chúng ta xác định được nó chu kỳ 2 rồi nhé. Cái này chúng ta làm nhiều nó phải quen rồi đúng không? Đúng không? Và làm sai thì chúng ta xem lại nhé. Để chờ đốt câu 10, câu 9 này. Câu 13, 14 nữa nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ làm đề tiếp nhé. Số 9 là cặp nguyên tố nào tính chất tương tự nhau, tính chất tương tự nhau đây tức là cùng một nhóm nhau, cùng nhóm A, cùng nhóm thường thường là cùng nhóm A, ta chỉ xét nhóm A thôi, thường là cùng nhóm A. Đây thì thường nó sẽ có một số tính chất nó khác khác một chút, thường là cùng nhóm A, thường xét là cùng nhóm A, nhớ nhé, nhớ cái này nhé. Thực ra cái này chúng ta đã xét trong cái phần chu kỳ nhóm chúng ta nói rồi mà làm sai cái này hơi phí. Mười ba mười bốn không biết là thì có sai không, số tự ô ở đây không cho biết là gì số neutron trong hạt nhân. Hôm nay thì có gì khó không nhỉ, số electron lớp vỏ, số proton hạt nhân là đúng rồi, số hiệu nguyên tử đúng rồi, số electron đúng rồi,
Số 13, 14 các bạn làm sao nhỉ? Số thứ tự các ô không cho biết này. Đúng không? Không liên quan đến số neutron nhé. Số neutron chúng ta không biết này. Thứ hai nữa là trong phản ứng hóa học thì cái số neutron nó cũng không đặc trưng. Trong phản ứng hóa học thì thường nó cũng không liên quan đến neutron, cho nên người ta cũng không xét đến. Ở đây thì nó cũng chả liên quan gì. Thì câu 14 này các bạn làm sai này. C. Tính ba giờ biến đổi nào phải tăng dần chứ, từ trên xuống dưới, tính ba giờ nó tương ứng tính kim loại mà. Này từ trên xuống dưới đó, liti, natri, kali thì tính ba giờ tính kim loại giống nhau. Đấy. Tính ba giờ đấy. Tính ba giờ là tăng dần đấy. Đi theo chiều này, từ trên xuống dưới thì tính ba giờ tăng dần. Đấy. Được chưa? Thế đó. 16. Nguyên tố nhóm 1A thì dễ dàng cho 1E để đặt cấu hình E bền vững là đúng rồi, cái này mình biết nhiều rồi mà. Nhận thêm 1E cho các bạn. Viết thành nhận thêm 1E. Ừ, hơi buồn nhỉ. Nhóm 1A này thì phải dễ cho chứ, phía đằng này là dễ cho mà. Chúng ta vẫn còn nhầm lẫn. Phía đằng này ít E thì nó phải cho đi thì nó quay về đằng trước. Chứ thằng 19 này cho đi thì nó sẽ quay về thằng 18 là A công này. Rồi, cấu hình bền này. Natri này 11 thì cho đi 1 thì nó sẽ về neon là 10 đúng không? Để có bình bền. Đấy là chúng ta sửa lại mấy câu sai nhé. 17, 18. Mấy câu này chúng ta làm kỹ cho các bạn cứ sai nhiều này. Thôi nhé, thế thôi, hôm nay chúng ta chỉ